Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Các bạn thân mến, những bản tin thể thao bóng đá quốc tế mới nhất và hấp dẫn nhất sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục và gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin hàng ngày. Chính vì vậy, các bạn đừng quên bấm nút đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất. Và sau đây là những nội dung chính. Barcelona muốn mượn Anthony tới hết mùa. MU có biến, huấn luyện viên Ten Hag yêu cầu Anthony Martial tập riêng. Amad Diallo đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai tại MU. MU trả giá nặng nề cho thất bại ở Champions League. Barcelona muốn mượn Anthony tới hết mùa. Theo báo cáo từ Tây Ban Nha, Barcelona đang quan tâm đến hợp đồng mượn cầu thủ chạy cánh Anthony của Manchester United tới hết mùa 2023-2024. Huấn luyện viên Erik ten Hag đang phải chịu áp lực lớn trong mùa giải này khi MU thi đấu sa sút. Quỷ đỏ đã bị loại khỏi League Cup và các cúp châu Âu, đồng thời ngụp lặn ở giữa bảng xếp hạng Premier League. Một trong những lời chỉ trích nhằm vào Ten Hag là việc ông không tận dụng được tốt nhất những bản hợp đồng mà mình mang về. Trong số đó đáng chú ý nhất là Anthony, người mà huấn luyện viên người Hà Lan đã từng làm việc cùng trước đây tại câu lạc bộ Ajax. Mới đây, tờ Nacional của Tây Ban Nha khẳng định Anthony đang nhận được sự quan tâm của Barcelona, bất chấp việc cầu thủ người Brazil chưa có được bàn thắng hay kiến tạo nào. Đội bóng xứ Catalonia vẫn hy vọng anh có thể mang đến sự khác biệt cho hàng công của mình. Bản thân huấn luyện viên Ten Hag có vẻ đang muốn cho cầu học trò sang đội bóng khác thi đấu theo dạng cho mượn để lấy lại được phong độ cũng như sự tự tin. Theo Nacional, bản thân Anthony cũng sẽ rất vui khi được thử vận may tại đội chủ sân Camp Nou. Đội bóng của huấn luyện viên Xavi đang vật lộn ở vị trí thứ tư tại La Liga. Họ cũng vừa chính thức trở thành cựu vương tại siêu cúp Tây Ban Nha sau thất bại tan nát trước Real Madrid. Áp lực đối với huấn luyện viên Xavi cũng đang rất lớn và ông cũng cần có những nhân tố mới để làm mới cho đội bóng của mình. Do tình hình tài chính của Barcelona vẫn rất khó khăn nên họ chỉ có thể nhắm tới các bản hợp đồng cho mượn. Chính vì thế thương vụ mượn với Anthony có thể tốt cho cả ba bên. MU có biến, huấn luyện viên Ten Hag yêu cầu Anthony Martial tập riêng. Theo Daily Mail, Anthony Martial không có mặt trong các buổi tập của MU hơn một tháng nay và đã được huấn luyện viên Ten Hag yêu cầu tập riêng. Anthony Martial đã không thi đấu trận nào cho MU kể từ cuộc chạm trán với Bournemouth hôm ngày 9 tháng 12. MU thua 0-3 vì bị ốm. Nguồn tin độc quyền của Daily Mail tiết lộ tiền đạo người Pháp cũng không tham gia tập luyện cùng toàn đội suốt quãng thời gian này mà phải tập theo chương trình cá nhân. Đáng chú ý, đây là yêu cầu từ chính huấn luyện viên Erik ten Hag. Trên truyền thông, huấn luyện viên Ten Hag rất hạn chế nói về thể trạng của Martial, thay vào đó ông chỉ tuyên bố cậu học trò không đủ thể lực. Tuy nhiên, Daily Mail nhấn mạnh cầu thủ 28 tuổi hiện không dính chấn thương nào. Ngoài ra, không ít cầu thủ MU bị ốm vào tháng trước vẫn ra sân thi đấu bình thường khi khỏe lại, ví dụ như là Marcus Rashford. Tiền đạo người Anh bỏ lỡ trận cuối cùng của vòng bảng Champions League gặp Bayern Munich nhưng kịp góp mặt ở trận đấu gặp Liverpool sau đó vài ngày. Trên thực tế, chương trình tập luyện cá nhân dành cho cầu thủ mới trở lại sau thời gian vắng mặt vốn là quy định dưới thời của huấn luyện viên Ten Hag. Nhà cầm quân người Hà Lan muốn nhóm cầu thủ này lấy lại thể trạng tốt nhất để theo kịp toàn đội trong các buổi tập cường độ cao. Trước đó, Lisandro Martinez, Casemiro hay Mason Mount từng phải tập riêng rồi mới được đưa trở lại đội hình thi đấu. Tờ Goal cho hay trường hợp của Anthony Martial hoàn toàn khác Jadon Sancho, người bị loại khỏi đội 1 vì mâu thuẫn với Ten Hag trước khi gia nhập Dortmund dưới dạng cho mượn. Dù vậy, Ten Hag yêu cầu Anthony Martial tập riêng diễn ra đúng thời điểm tương lai của tiền đạo người Pháp đang bị đặt dấu hỏi. Mùa giải 2023-2024, Anthony Martial thi đấu tổng cộng 19 trận trên mọi đấu trường cho MU, đóng góp 2 bàn và 2 kiến tạo. Tính riêng tại Ngoại hạng Anh, tiền đạo người Pháp đá 13 trận, 5 trận đá chính, 1 bàn và 1 kiến tạo. Trong bối cảnh hợp đồng giữa đôi bên đáo hạn vào cuối mùa, MU rất muốn đẩy Anthony Martial đi ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông. Dù vậy, ngôi sao 28 tuổi được cho là đã từ chối hàng loạt lời đề nghị từ Marseille, Fenerbahce và các câu lạc bộ của Ả Rập Xê Út. Thay vào đó, anh muốn ở lại cạnh tranh suất đá chính. Amad Diallo đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai tại MU. Cầu thủ chạy cánh Amad Diallo đã từ chối sự quan tâm từ các đội bóng tại Championship trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Lý do là anh quyết tâm ở lại giành suất đá chính tại Manchester United. Trong những tuần gần đây, Diallo đã có những cuộc nói chuyện với huấn luyện viên Ten Hag về tương lai. Cầu thủ 21 tuổi này xác nhận rằng mình muốn ở lại để cạnh tranh suất đá chính. Middlesbrough là đội bóng quyết liệt nhất trong việc ký hợp đồng với tuyển thủ người Bờ Biển Nga theo dạng cho mượn trong phần còn lại của mùa giải. Tuy nhiên, Diallo không có ý định gia nhập đội bóng này vì anh muốn thể hiện sự tôn trọng với Sunderland, câu lạc bộ đã mượn anh ở mùa giải trước. Gần đây có tin Birmingham City cũng muốn có sự phục vụ của Diallo, nhưng cầu thủ này nhanh chóng lên tiếng bác bỏ mọi liên kết với đội bóng của giải nhất. Diallo gia nhập MU từ Atalanta trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2020 với giá 37 triệu bảng tính cả phụ phí. Tuy nhiên, phải đến tháng 1 năm 2021, anh mới chính thức được khoác áo quỷ đỏ. Cầu thủ người Bờ Biển Nga chủ yếu được đem cho mượn tại Rangers và Sunderland. Tới mùa giải 2023-2024, anh mới được đưa vào danh sách thi đấu của đội 1. Cựu ngôi sao của Atalanta vắng mặt trong phần lớn mùa giải tính đến thời điểm này vì chấn thương đầu gối. Anh đã thi đấu trở lại sau khi vào sân từ băng ghế dự bị ở hiệp 2 trong trận thua 1-2 trước Nottingham Forest hôm 30 tháng 12. Tuy nhiên, ở trận hòa 2 đều trước Tottenham cuối tuần trước, Amad Diallo không được ra sân. Diallo đã từ chối về tập trung đội tuyển Bờ Biển Nga dự CAN 2023 để giải quyết chuyện tương lai tại MU.
Cầu thủ chạy cánh này hy vọng sẽ được góp mặt trong đội hình của huấn luyện viên Ten Hag ở cuộc gặp Newport County tại vòng 4 Cúp FA ngày 28 tháng 1 tới. MU trả giá nặng nề cho thất bại ở Champions League. Cái giá cho thất bại ở đấu trường châu Âu của Manchester United được phơi bày sau chiến dịch của Champions League thảm họa. Manchester United đã bị loại khỏi đấu trường châu Âu mùa này sau khi xếp cuối vòng bảng của Champions League. Thất bại này khiến đội chủ sân Old Trafford phải trả cái giá cực kỳ lớn về mặt tài chính. Theo số liệu tài chính mới nhất, việc Manchester United rời hoàn toàn tại các giải đấu châu Âu có thể khiến câu lạc bộ thiệt hại 45 triệu bảng Anh. Đoàn quân của huấn luyện viên Ten Hag xếp cuối bảng của Champions League, không thể tham dự Europa League và mất hoàn toàn các khoản doanh thu lẽ ra có thể mang lại cho họ nếu vẫn còn chơi ở Cúp châu Âu. Trong bối cảnh đó, doanh thu trong năm của MU đã giảm từ mức dự kiến 650 tới 680 triệu bảng Anh xuống còn 635 tới 665 triệu bảng Anh, đồng nghĩa với việc Quỷ Đỏ có thể mất doanh thu lên tới 45 triệu bảng Anh. Những con số đó có nghĩa là MU sẽ tiếp tục bị hạn chế về khả năng chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng trong tương lai. Ngay từ kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, MU đã phải thắt lưng buộc bụng để tránh vi phạm luật công bằng tài chính. Nó được thể hiện rõ qua thương vụ MU cân đo đong đếm đến cuối kỳ chuyển nhượng mới mượn được Sofyan Amrabat từ Fiorentina. Manchester United lỗ dòng 25,8 triệu bảng Anh trong các quý tài chính gần đây với khấu hao tăng 16,7% lên 46,8 triệu bảng Anh. Do ký hợp đồng với giá trị lớn mua các ngôi sao như Mason Mount, Andre Onana và Rasmus Højlund, quỹ lương của MU đã tăng 9,7% lên 90,3 triệu bảng Anh, trong đó Quỷ Đỏ phải trả lương cao hơn cho các ngôi sao do họ được trở lại đấu trường Champions League. MU đã chi hơn 400 triệu bảng Anh cho việc tăng cường lực lượng từ khi chiến lược gia người Hà Lan Erik ten Hag nắm quyền vào tháng 5 năm 2022. Trong khi đó, doanh thu hàng quý của MU tăng 9% lên 157,1 triệu bảng Anh. Năm 2005, nhà Glazer mua MU từ việc vay nợ ngân hàng và gán chính khoản nợ đó lên câu lạc bộ. Hiện tại khoản nợ của MU ước mức là 528,8 triệu bảng Anh. Bức tranh tài chính ảm đạm của Manchester United sẽ khiến Sir Jim Ratcliffe đau đầu. Tỷ phú giàu nhất nước Anh này vừa mua 25% cổ phần Quỷ Đỏ từ nhà Glazer với giá khoảng 1,3 tỷ bảng Anh. Dự kiến vào đầu tháng 2, Premier League sẽ thông qua thương vụ này. Với việc mua 1/4 cổ phần MU, Sir Jim Ratcliffe sẽ thay thế nhà Glazer nắm toàn bộ hoạt động bóng đá của đội chủ sân Old Trafford. Các tài liệu cho thấy Sir Jim Ratcliffe hiện nắm 27,69% MU và có quyền biểu quyết 28,71% ở Quỷ Đỏ. Mới đây, ông chủ tập đoàn hóa dầu Ineos, Sir Jim Ratcliffe đã có mặt trên khán đài sân Old Trafford chứng kiến trận Manchester United hòa Tottenham 2-2 ở vòng 21 Premier League trong thế Quỷ Đỏ hai lần dẫn trước rồi bị đối thủ bắt kịp. Gặp gỡ giới truyền thông sau trận đấu, tỷ phú 71 tuổi Sir Jim Ratcliffe chia sẻ: "Đây là trận đấu đầu tiên tôi tham dự kể từ khi chúng tôi đến đây. Tôi rất vui mừng được ở đây, nhưng tôi thực sự không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào. Tôi đã gặp huấn luyện viên Erik ten Hag nhưng sẽ không phù hợp để bình luận về cuộc họp đó cho đến khi mọi chuyện được chính thức hóa. Tôi đã thực hiện một vài cuộc họp có những điều thú vị, điều này đã nói lên tất cả. Không còn nghi ngờ gì nữa, phải mất vài năm và vài kỳ chuyển nhượng để đội bóng đi đúng hướng. Như bạn biết, những việc này cần phải được thực hiện." Hiện Manchester United xếp tận vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League với 32 điểm, kém top 4 của Arsenal 8 điểm và thua đội đầu bảng Liverpool 13 điểm. Quỷ Đỏ cũng đã bị loại khỏi đấu trường Carabao Cup. Hy vọng giành danh hiệu duy nhất của Manchester United ở mùa này đặt cả vào Cúp FA khi họ đã lọt vào vòng 4. Bản tin ngày hôm nay của Góc Nhìn Bóng Đá đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.